chị em hai, Ngọc Trinh khỏa thân và thông điệp bất ổn. Nhân vật của Ngọc Trinh trong chị em hai bảo không muốn đi làm gái, muốn làm người, nhưng lúc sau cô lại khỏa thân và khoe rằng đàn ông khắp Nam Kỳ lục tỉnh sẽ mê mình. Chị em hai là một bộ phim điện ảnh về các cô gái điếm đấu đá vì ngôi vị đệ nhất mỹ nhân. Nhưng dù là đệ nhất mỹ nhân, họ vẫn là gái làng chơi. Họ bỏ rất nhiều công sức, học hỏi kỹ năng chỉ để đàn ông say mê. Giá trị của phụ nữ trong chị em hai thiên về nhan sắc, trình diễn, làm đàn ông hài lòng. Họ chèn ép lẫn nhau và không theo đuổi giá trị tự thân. Cảnh khỏa thân này nhằm thể hiện tính cách táo tợn của nhân vật Tư Nhị do Ngọc Trinh thủ vai. Tư Nhị chỉ là gái điếm mặt hạng nhưng tham vọng. Ngưỡng mộ Ba Trà do Minh Hằng thủ vai, một gái làng chơi hạng sang, Tư Nhị xin trở thành đàn em. Khi bị Ba Trà coi thường, Tư Nhị cởi hết quần áo để chứng minh em rất đẹp. Trong một cảnh khác, khi bị lấm bẩn, Tư Nhị dội nguyên số nước lên người, quần áo ướt dính chặt vào người làm lộ vòng một của nhân vật. Vì chị em hai phân loại 18 cộng nên các cảnh này có thể đưa vào. Tuy nhiên, khi nhà làm phim sẵn sàng đi xa đến mức được cảnh khỏa thân, lộ ngực lên màn ảnh, câu hỏi cần đặt ra là có xứng đáng hay không? Với câu hỏi này, không nhiều khán giả dễ dàng đồng ý là xứng đáng. Vì các cảnh này gắn với cái tên Ngọc Trinh, khán giả bất ngờ nhưng không kinh ngạc. Đây không phải là lần đầu Ngọc Trinh khỏa thân trong một sản phẩm giải trí. Nhưng thay vì cảm nhận về cảnh phim hay tính cách nhân vật, nhiều khán giả lại cười cợt, thậm chí là đùa tục. Một fanpage xem phim đăng ảnh Ngọc Trinh kèm bình luận nhạy cảm, bình luận ngụ ý. Nếu muốn xem Ngọc Trinh khỏa thân thì không cần bỏ nhiều tiền. Khán giả chỉ cần 65.000 đồng mua vé xem chị em hai. Bình luận này bị nhiều người cho là phản cảm. Bên cạnh đó, một khán giả góp ý cho nhà sản xuất khi họ tung video cảnh Ngọc Trinh khỏa thân lên fanpage phim. Nếu đó là yếu tố hấp dẫn, hút khách nhất thì thông điệp của phim còn lại gì? Lucas Luân Nguyễn, một khán giả kiêm giảng viên về điện ảnh, chỉ ra sự bất ổn của chị em hai. Đó là góc nhìn về phụ nữ và nữ quyền. Cụ thể, khán giả này viết, nhân vật nữ chính là một cô gái điếm. Nhân vật thể hiện cá tính bằng cách cố tình để lộ những bộ phận cơ thể trước ống kính. Nhân vật đó câu trước khẳng định, em không muốn làm con điếm, chỉ muốn làm con người. Câu sau thì cô lột đồ với thoại. Với cơ thể này, đàn ông khắp Nam Kỳ lục tỉnh sẽ mê em. Em được tiền rồi, em sẽ chia cho chị. Một bộ phim mà mới phút trước nói, hãy cho đàn ông biết đã đến lúc phụ nữ lên tiếng. Và ngày sau đó, lại cho những người phụ nữ đai nghiến, cấu xé nhau để khẳng định vị thế trong mắt đàn ông. Một bộ phim không có nhân vật chủ chốt là đàn ông, nhưng mọi nhân vật nữ trong phim đều đang muốn thỏa mãn khái niệm đàn ông nói chung. Lucas Luân Nguyễn cho rằng phim không toát lên thông điệp trân trọng, thương yêu hay cảm thông với từng nhân vật. Phim biến họ thành chủ thể trong những trò đùa, những câu thoại có phần xúc phạm. Trước đó, vấn đề này cũng được nhiều khán giả chỉ ra. Nhân vật là các cô gái điếm, số phận đáng thương, nhưng phim lại chọn cách tấu hài xuống xã. Một khán giả khác phản hồi rằng, chị M2 làm về các nhân vật đầu thế kỷ 20. Khi đó, tư tưởng về phụ nữ và nữ quyền chưa tiến bộ như bây giờ. Vì thế, không nên đòi hỏi phim có quan điểm nữ quyền tiến bộ. Nhưng Lucas Luân Nguyễn phản hồi, dù phim làm về bối cảnh nào, một trong những sứ mệnh của phim là thách thức quy chuẩn của thời đại.